Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình và tiếp tục về series là bao giờ có tiếng UR ở bên server chung anh em nhé. Thì ở video này là ngày thứ 32 và đây anh em có thể thấy là cái tuần này thì đã ra con tướng Akainu rồi. Thì mình quyết định là lấy con tướng Thủy Sư Đô Đốc Akainu nhé. Thì còn lại là nếu mà để gọi là tích 30.000 kim cương để lấy con tướng UR luôn thì cũng nhanh thôi, nhưng tuy nhiên là thế này nó sẽ bị thọt nha và thọt rất là nhiều thứ kể cả trong team và trong đội hình. Đấy thì hiện nay thì anh em có thể thấy vừa rồi mình quay hết gọi là 99 lần rồi. Đấy, bây giờ đang thiếu kim cương. Đấy, lần cuối cùng gọi là đủ 100 lần thì mới được con Thủy Sư Đô Đốc Akainu này anh em nhé. Đấy, bây giờ thì cho nó vào chiến đội này. Đấy, hiện nay là đang nha, vào chiến đội của mình này chỉ có 125 thôi anh em ơi, và mình sẽ thay vị trí của con tướng là Enen anh em nhé. Và trong ngày hôm nay ngày thứ 32 ngày thì mình sẽ vừa là kiếm được một con tướng UR là một này, và vừa là sẽ nâng đấy, một em Wanozoro hoặc là một em Kuzan lên đến 10 sao anh em nhé. Đấy, gọi là đến ngày thứ 32 thì mới có con tướng 10 sao đầu tiên và con tướng UR đầu tiên. Rồi bây giờ thì sẽ vào test thử cái đam của con tướng Thủy Sư Đô Đốc Akainu 5 sao để xem như nào anh em nhé. Mình sẽ thay vị trí của Enen. Đấy, lực chiến của mình chỉ có 36.000 thì mình mới test với bạn là 38 mình xin lỗi, là lực chiến của mình là 360.000 đấy, test với một bạn là 380.000 anh em ạ, hơn 380.000 một tí. Đấy, anh em có thể thấy là Wanozoro của bạn ấy thì speed cao hơn của mình đấy, và bạo kích rất là tốt. Đấy, vừa rồi là đã tiễn một em Enen của mình lên đường, và con tướng là Ivankov của mình thì đang bị dính câm nặng rồi. Rồi tiếp theo thì sẽ đến Akainu, như vậy là 13.000 sát thương, 13.000 dam rồi anh em ạ. Đấy, thì khá là thấp, nói chung là bởi vì 5 sao đây là nó cũng chưa có cái lượng sát thương lớn lắm. Anh em có thể thấy là Wanozoro cũng hơn 100.000 sát thương thôi. Đấy, Kuzan 42.000 thôi. Đấy, Waluigi này, ở những giai đoạn đầu này thật sự là nếu mà đầu game ấy thì những con tướng sát thương nếu mà tầm 6 7 sao thì chưa chắc đã ngon bằng con tướng là Waluigi đâu anh em ạ. Đây, ulti của Akainu này vẫn 12.000 đam, bởi vì con tướng là Waluigi này ở giai đoạn đầu anh em ạ. Đấy, nó cái lượng ulti của nó sẽ rất là cao. Đấy, và nó sẽ gọi các cái con tướng sát thương của team ta ấy, thì lượng máu nó không lớn lắm, nên là khi mà Waluigi mà nó ulti thì khả năng đi là rất là cao anh em ạ. Đấy, hiện nay thì mình đang xếp Akainu ở vị trí phía sau của con tướng là Wanozoro, nhưng tuy nhiên là team này của mình thì hiện nay là đang không có búp rồi. Đấy, và Wanozoro của bạn ấy là speed cao nhất trong hai team. Đấy, rồi như vậy là Thủy Sư Đô Đốc Akainu thì đã bị tiễn lên đường rồi anh em ạ. Đấy, team bạn ấy thì hiện nay nếu mà để Luffy mà nó ulti thì chắc chắn là sẽ một one hit luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy hiện nay là Luffy là hết sạch máu rồi. Rồi như vậy là Zoro của mình là lên đường rồi. Đây, ulti của Luffy này thì chắc chắn là sẽ đứt rồi. Đấy, chết rồi đấy nha anh em nhá. Và trong cái rune của mình là có một cái rune gọi là khi hồi sinh thì tăng công. Đấy là lý giải tại sao là con Kuzan mà chết xong nó sống lại luôn. Như vậy là xong cái màn test sát thương đến từ vị trí của Akainu. Đấy, anh em thấy là công chỉ có 6.000 thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là nâng đấy, các cái con food. Đầu tiên là mình sẽ nâng cấp con tướng đôi Flamingo lên 9 sao đã anh em nhé. Đây, con food 6 sao mình sử dụng là con food là Crocodile. Như vậy mình sẽ nâng một con tướng 5 sao Mr. Two lên trước đây anh em ạ. Mr. Two hay Mr. Three nhỉ anh em nhỉ. Đấy, thì mình sẽ nâng nó lên trước đấy, để lấy food, gọi là lấy food để nâng con tướng là Do Flamingo lên 9 sao anh em nhé. Và sau khi nâng Dofi lên 9 sao thì sẽ nâng con tướng là Kuzan hoặc là Wanozoro. Đấy, mình sẽ gọi là check để xem là đã đủ food chưa. Nếu mà đủ food thì mình sẽ nâng ưu tiên nâng Zoro lên 10 sao trước anh em ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng Dofi lên 9 sao anh em nhé. Đây là ngày thứ 32 nhé anh em nhé. Đấy, và như vậy thì đã có tướng UR rồi. Thì bạn nào kết con ác này muốn chơi tiếp ở bên server chung mà hiện nay mà chưa có nick để chơi ấy, thì anh em hãy vào group nhé. Thì khả năng mình sẽ sau video này thì mình sẽ tặng con ác này cho một bạn nào đó ở trên trong cái group kho báu truyền thuyết Việt Trung của mình. Đây, thì hiện nay thì mình đã đổi một Wanozoro ở trong cái shop tử quán anh em nhé, và mình sẽ quyết định là nâng Wanozoro lên 10 sao. Đấy, sau đó thì mình ngày hôm nay, trong ngày hôm nay mình sẽ đăng lên trên group để xem có bạn nào chơi tiếp con ác này ở bên server chung, hoặc là anh em cày tiếp. Đấy, thì mình sẽ tặng cho bạn đó nha anh em nhé. Đấy, đội hình thì hiện nay anh em có thể thấy là
Zoro 10 sao này, Zoro 10 sao là một này, thứ hai là Kuzan là 9 sao. Đấy, bây giờ thì mới nâng này. Đấy, đang thiếu đá tiến cấp anh em ạ. Đấy, rồi bây giờ sẽ đủ cái đá tiến cấp rồi, mình sẽ nâng Zoro lên 10 sao nhé. Thấy anh em ạ, kết thúc ngày 32 nhá. Như vậy là Wano Zoro 10 sao là Kuzan 9 sao, Enel 7 sao, Ivankov đấy, Ivankov là 6 sao và kết hợp là con tướng là Akainu 5 sao anh em ơi. Đấy, đội hình thì như vậy là sau khi tháo con tướng Luffy 9 sao ra thì lực chiến nó giảm rất là nhiều luôn, nhưng tuy nhiên là cứ nâng được cái con tướng Zoro này lên level 250 năm đã thì là lực chiến nó sẽ lại tăng lên thôi, sẽ tăng cao lên thôi anh em ạ. Đấy, trang bị đỏ thì hiện nay là chưa full trang bị đỏ anh em ạ, vẫn còn sót một cái cây kiếm của con tướng Ivankov nữa. Đấy, còn level thì hiện nay là Wano Zoro thì nâng lên được 219 này anh em ơi, nhưng tuy nhiên là cái level này thì bình tĩnh, mình để còn ưu tiên để nâng một con tướng nữa để cho cái level chiến đội nó lên cao anh em ạ. Hiện nay level chiến đội đang tụt hết xuống level 1 rồi. À, và anh em chú ý là tất cả các server nhá, server Trung, server Việt, server Âu thì ngày hôm nay là sẽ kết thúc cái tuần 1 đấu trường thế giới. Đấy, nên là anh em chú ý nhá. Kết thúc tuần 1 là đấu tuyển chọn 8 người chơi có điểm giờ xếp hạng cao nhất ở trong cái cụm 5 server. Đấy, 5 6 server, kể cả bên server Việt thì có cụm là 6 server. Thì anh em nhớ là xả vé để tiến hành là vào cái điểm xếp hạng nhá, chứ tránh là nhiều anh em mà chú ý là anh em phải on trước cái giờ kết thúc của event là thời gian khoảng 15 đến 20 phút để anh em vào anh em canh. Anh em canh nhá, chứ không là anh em đang top 7 mà anh em out hoặc là top 5 anh em out ra là tí nữa hết giờ anh em vào là sẽ có bất ngờ đấy, bởi vì nhiều người chơi người ta sẽ spam vé vào cái giai đoạn là trước khi kết thúc event là từ 10 đến 15 phút. Đấy, lúc đó là anh em rất dễ là bị out top luôn đấy, nên là anh em chú ý là phải on đúng giờ nhá, chứ không là cái cơ hội là kiếm cái dương tướng UR đấy anh em ơi, một con tướng UR đấy nếu mà vào vòng 164 đấy. Rồi đây mình đã ghép được một cái rune 5. Rồi bây giờ mình sẽ trang bị thôi. Đấy, trang bị tạm cho Wano Zoro để nó tăng lực chiến tí anh em ạ. Đấy, mới là cái run nằm đầu tiên. Đấy, sau khi đó thì sau cái ngày hôm nay thì mình sẽ đi test cái đấu xếp hạng để gọi là nâng cao cái đấu xếp hạng để kiếm điểm anh em nhé. Đấy, và lực chiến thì anh em có thể thấy là hiện nay lực chiến này leo lại 37.000 rồi. Bây giờ cài đội hình đã, không là quên anh em ạ. Mình thì mình vẫn sẽ quyết tâm để con Thủy Sư Đô Đốc Akainu này ở trong đội hình anh em nhé. Rồi đấy anh em ơi, đây đội hình của bạn ấy đây. Rồi cài, anh em nhớ là sau khi đổi đội hình các cái thì anh em nhớ phải cài lại hết cái đội hình ở trong các cái đấu xếp hạng, đấu trường, arena rồi các cái nhá anh em nhé. Rồi ok anh em ơi, ở như vậy là đã kết thúc ngày thứ 32 nhá anh em nhé. Và bên server chung thì nó đang có cái Evan là xúc sắc may mắn, nên anh em chú ý là vào để anh em chơi cái giải đấu đấu trường thế giới là một này, và thứ hai là tham gia cái xúc sắc may mắn này nhá, để anh em cố gắng ăn được cái mốc 40 điểm, lấy 2.000 cái vỏ sò để anh em đổi lấy một con tướng là Wano Zoro hoặc là con tướng Kuzan nhá anh em nhá. Rồi xin chào anh em nhé.